Bữa ăn hàng ngày phải đảm bảo đầy đủ và cân đối các chất dinh dưỡng để cơ thể hoạt động tốt và phòng tránh bệnh tật. Chất bột đường cung cấp năng lượng chính trong bữa ăn, chiếm khoảng 60-65% tổng số năng lượng của khẩu phần ăn. Chất đạm giúp hình thành và phát triển các tế bào của cơ thể. Tỷ lệ chất đạm chiếm khoảng 12-14% trong khẩu phần ăn. Và theo khuyến nghị của Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam, bình quân một ngày, người lớn cần khoảng 1,25 gram protein cho 1 kg trọng lượng cơ thể. Đặc biệt, cần cân bằng tỷ lệ protein có nguồn gốc động vật và thực vật. Chất béo là thành phần cần có trong bữa ăn để cung cấp năng lượng dự trữ của cơ thể. Tỷ lệ chất béo lý tưởng trong khẩu phần ăn hàng ngày khoảng 18-25%, không nên dưới 18% và trên 25% tổng số năng lượng của khẩu phần ăn. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với một trò chuyện cuộc sống. Thưa quý vị, mọi người trong chúng ta thường có thói quen ăn uống theo sở thích mà không mơ biết được rằng là việc cân bằng các chất dinh dưỡng trong một bữa ăn hàng ngày quan trọng như thế nào. Hoặc là chúng ta cũng có những người hiểu là phải cân bằng các chất dinh dưỡng, tuy nhiên tỷ lệ cân bằng này ra sao cho thật khoa học và bảo đảm sức khỏe của chúng ta thì không phải ai cũng biết. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng trao đổi về chủ đề này nhé. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng gặp gỡ với bác sĩ Trần Thị Minh Hạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào bác sĩ Minh Hạnh. Chào Thanh Lân, xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Vui Sống Mỗi Ngày. Rất vui vì đã có dịp gặp chị Minh Hạnh khá là nhiều lần trong các chương trình của Trung tâm Dinh dưỡng. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về việc cân bằng các chất dinh dưỡng trong một bữa ăn hàng ngày. Thưa bác sĩ, thường thì mọi người hay hiểu là việc cân bằng các chất dinh dưỡng thì có nghĩa là chúng ta ăn uống đầy đủ các chất, không thừa hoặc là không thiếu một chất nào. Hiểu như vậy có đúng không ạ? Hiểu như vậy thì cũng đúng thôi, nhưng mà nó sẽ chưa được chính xác lắm. Tuy nhiên rằng là trong cái bữa ăn hàng ngày thì mình khó mà cân đong đo đếm, nhưng mà nếu mà mình hiểu hơn một chút thì có thể là chúng ta sẽ ăn uống nó cân đối hơn. Có nghĩa là cân đối ở đây nó phải là cân đối chất gì và như thế nào, thì cái đầu tiên phải là cân đối về năng lượng. Cân đối về năng lượng thì trong những cái thực phẩm mình ăn vào nó sẽ có ba chất chủ yếu là sinh năng lượng, đó là chất bột đường, chất đạm và chất béo. Thì chất bột đường thì cung cấp khoảng chừng 60-65% tổng năng lượng cho cơ thể của mình. Và chất đạm thì cung cấp khoảng chừng 12-14% và chất béo là chừng 18-25%. Như vậy thì trong những cái tỷ lệ đó nó không có như nhau. Từ cái tỷ lệ cung cấp chất dinh dưỡng như vậy, năng lượng như vậy thì ra cái chế độ ăn hàng ngày thì mình cũng phải nên ăn như thế nào để mình có thể đạt được những cái tỷ lệ như vậy thì nó mới cân đối hơn. Trong đó thì chúng ta sẽ cũng lưu ý không chỉ là cân bằng năng lượng giữa những chất đó với nhau mà ngay cả trong từng chất cũng phải có cái sự cân bằng. Ví dụ như là chất bột đường thì có nhiều thực phẩm cung cấp chất bột đường, ví dụ như là cơm, gạo, xôi, bắp, khoai là cung cấp chất đường. Nhưng mà bên cạnh đó thì những cái loại bánh kẹo ngọt, đường ngọt nó cũng cung cấp cái chất đường. Nhưng mà như vậy thì những cái loại đó chỉ chiếm một lượng rất là nhỏ thôi. Nhưng mà cơm, gạo là những cái loại mà chất bột đường ở dạng phức hợp thì phải chiếm trên 70%. Còn những cái khoản kia như là đường tinh hay là bánh kẹo ngọt hay là những cái loại mà trái cây ngọt á, thì nó sẽ chiếm một cái lượng nhỏ hơn. Và ngay cả trong chất đạm thì cũng phải cân bằng giữa đạm động vật và đạm thực vật. Tuy rằng là tổng năng lượng là 12-14%, nhưng mà cái lượng đạm của động vật đối với người trưởng thành của chúng ta cũng chỉ nên chiếm khoảng 30-35% trong tổng cái lượng đạm mà thôi. Và chất béo thì cũng chỉ chiếm là béo động vật thì không quá 60%. Như vậy thì nó sẽ có những cái là chúng ta ăn cân đối giữa những chất sinh năng lượng, và trong từng chất đó chúng ta sẽ chọn lựa thực phẩm để chúng ta ăn làm sao cho nó cân đối, nó sẽ phù hợp cho sức khỏe của mình. Xem ra thì cũng khá là phức tạp mà chúng ta cần phải có những kiến thức để có thể hiểu cụ thể hơn về vấn đề này. Không chỉ có việc cân bằng giữa các chất khác nhau mà ngay cả trong một chất thì cũng phải có sự cân bằng đó luôn. Vậy thì những nguyên nhân nào dẫn đến cái hiện tượng mất cân bằng dinh dưỡng thưa bác sĩ? Thường mất cân bằng dinh dưỡng là do mình có thể là mình không để ý, mình không biết, và hoặc là mình ăn theo cái ý thích. Có nghĩa là mình thích cái gì thì mình ăn theo cái đó, mà mình do mình không có cái quan tâm á, thì khi đó thì mình ăn uống có thể là thiên lệch về những cái thực phẩm mà mình thích nhiều hơn, và mình sẽ không ăn những thực phẩm mà mình ít thích hơn, nhưng mà nó lại có lợi cho sức khỏe. Như vậy thì chúng ta cần hiểu biết và chúng ta cần ăn đa dạng thực phẩm và phối hợp nhiều loại thực phẩm thì nó sẽ có thể là cân bằng.
Thưa bác sĩ Minh Hạnh, một người bình thường thì rất là khó để biết là trong một bữa ăn thì họ ăn được bao nhiêu gam chất này hay là bao nhiêu gam chất kia để hiểu rằng là mình đã có cái sự cân bằng về dinh dưỡng hay chưa. Vậy thì có cái cách nào đó đơn giản nhất để một người bình thường giống như Vân nè có thể biết cái tỷ lệ để chúng ta ăn uống cho cân bằng trong một bữa ăn không ạ? Cái đó thì chúng ta cũng sẽ xem như là đơn giản, có nghĩa là chúng ta không quá cân đong đo đếm chi ly. Dạ. Mà ví dụ như là Thanh Vân đang có một cái vóc dáng lý tưởng, có nghĩa là ở một cái cân nặng mình không cần tăng cân hay là mình không cần giảm cân. Dạ. Mình giữ cái mức năng lượng như vậy thì cái lượng mình ăn vào mỗi ngày nó sẽ không thay đổi, và như vậy thì trong một ngày mình ăn sáng trưa chiều với những cái thức ăn mà mình quen thuộc, rồi sau đó là mình sẽ thay đổi. Ví dụ như là sáng Thanh Vân có thể là ăn phở bò hay là ăn cơm tấm gì đó. Dạ, ăn bún đi, em thích ăn bún. Thế thì trưa có thể là mình ăn cơm với cá. Dạ. Từ sáng ăn thịt thì trưa ăn cá. Dạ. Và chiều có thể là mình ăn thịt kho trứng với đậu hũ, ví dụ vậy, hay là đậu hũ chiên, hoặc là mình ăn cá cơm, có nghĩa là mình thay đổi có thịt là có cá, bữa ăn cái này bữa ăn cái kia, và cái lượng mình ăn nó cũng như là cái lượng mình bình thường, vì mình không muốn tăng hay giảm cân thì cái lượng ăn mỗi ngày nó cũng sẽ tương đồng với nhau, nhưng mà cái thực phẩm thì nó sẽ thay đổi. Và bên cạnh đó thì mình cũng có rau, cũng có đậu, có nghĩa là thay đổi thực phẩm khác nhau. Ví dụ như thực phẩm giàu đạm thì là thực phẩm giàu đạm, nó cung cấp từ thịt nè, không ăn thịt thì ăn cá, không ăn cá thì ăn trứng, phô mai, rồi là đạm từ thực vật, chủ yếu là các loại đậu là đạm thực vật. Vâng. Hay là rong tảo, thì như vậy thì chúng ta sẽ ăn thay đổi, mình không ăn hoài thịt, không ăn cá luôn, mà có đạm động vật và cũng có đạm thực vật. Như vậy thì khi mà chúng ta ăn đa dạng như vậy thì nó sẽ cân đối. Còn nếu như mà mình ăn mà thiên lệch, mình ăn hoài một thứ nào đó thì sẽ bị thiên lệch mà nó không có cân đối. Thưa bác sĩ, Vân được biết là trong tảo á, chứa một cái nguồn đạm thực vật rất là lớn, nhưng mà cụ thể ra sao thì bác sĩ có thể chia sẻ cho Vân cũng như tất cả quý vị khán giả được không ạ? Thực ra tảo thì người ta cũng đã nghiên cứu từ rất là lâu rồi, và ngay cả trung tâm dinh dưỡng cũng đã từng nghiên cứu về tảo này. Spirulina là trong những cái thời gian mà cái tỷ lệ suy dinh dưỡng rất là cao đó, thì là mình cũng đã sử dụng cái tảo này để mà bổ sung vào trong bột dinh dưỡng của trẻ em, hay là trong những cái thực phẩm bánh này kia, bánh quy, để cho trẻ ăn thêm, bởi vì là tảo nó có một cái hàm lượng đạm khá là cao, đạm từ thực vật, và nó chiếm khoảng hơn 60% là cái lượng đạm từ trong tảo, và cái đạm trong tảo nó cũng khá cân bằng. Nó cân bằng, có thể so sánh được như là thịt cá, nó chỉ thiếu 1-2 ký axit amin thôi. Nhưng mà có thể nói là cái lượng axit amin ở trong tảo nó cũng khá là tốt. Và bên cạnh đó nó còn có beta carotene, chất chống oxy hóa nè, rồi là những cái vi khoáng chất khác như là đồng, kẽm vân vân. Thì chúng ta có thể là bổ sung không chỉ cho trẻ suy dinh dưỡng để phòng tránh suy dinh dưỡng, mà bên cạnh đó những người như là phụ nữ đang ăn kiêng hoặc là người lớn tuổi thì vẫn có thể là bổ sung tảo như là một cái nguồn đạm bổ sung, nếu như mà cái chế độ ăn ngày thường của mình không đảm bảo là có đủ cái lượng đạm, thì đây cũng có thể là một cái lượng đạm mà có thể là bổ sung thêm, thì đó là cái nguồn đạm tốt. Như là bác sĩ Minh Hạnh cũng biết là phụ nữ thì rất là hay chú trọng đến cái số cân của mình, như là bác sĩ Minh Hạnh vừa chia sẻ. Vậy thì có nhiều người, người ta chọn ăn kiêng theo nhiều cách khác nhau. Đối với những người ăn kiêng theo bữa ăn bình thường thì có những người họ nhịn ăn luôn. Có những người thì họ không có nhịn ăn, nhưng mà họ ăn rất là ít tinh bột và ăn nhiều rau, nhiều đạm. Vậy thì theo bác sĩ Minh Hạnh thì cái cách ăn uống như vậy nó có khoa học không ạ? Ăn kiêng nó cũng cần phải có một cái sự cân bằng. Có nghĩa là tại sao mình kiêng? Vì mình dư thừa năng lượng ăn vào thì nhiều mà năng lượng tiêu hao thì ít đi. Cho nên là cái cán cân năng lượng nó không có cân bằng, mà nó thiên về cái hướng tích lũy. Dạ. Và tích lũy thì thường là tích lũy mỡ chứ không có tích lũy cơ. Cho nên là mình sẽ muốn giảm cân thì như vậy thì mình phải đổi ngược cái cán cân đó. Và cái chính mà mình muốn giảm đây là giảm năng lượng, chứ không phải là giảm những chất dinh dưỡng. Nghĩa là mình vẫn cần chất đạm cho sự những cái chuyển hóa bên trong cơ thể, những cái hoạt động của cơ thể chúng ta. Mình vẫn cần có canxi, mình vẫn cần có chất kẽm, chất sắt, có nghĩa là cần có vitamin, cần có khoáng chất. Vâng. Có nghĩa là tất cả những cái chất đó chúng ta cần thiết. Như vậy thì nên ăn như thế nào để chúng ta vẫn có thể làm việc được, vẫn khỏe mạnh, vẫn có thể là làm việc năng động, chứ không phải là ăn kiêng rồi yếu xìu luôn. Dạ đúng rồi, thì như vậy, nhiều người xỉu giữa chừng. Nếu như mà nhịn ăn thì là ăn kiêng không đúng. Như vậy thì chế độ ăn thì có thể là mình giảm
những cái năng lượng từ chất bột đường, chất đường hoặc là từ chất béo, có thể là mình có thể là giảm, nhưng mà không phải cắt hoàn toàn, phải có một cái mức tối thiểu để cho tạo ra cái năng lượng cho não của mình hoạt động và mình có thể là làm việc được tốt hơn. Có nhiều người thì ăn rất ít hoặc là không ăn tinh bột, mà ăn theo cái chế độ mà chủ yếu là nhiều cái chất đạm như là ăn thịt nhiều. Như vậy thì nó sẽ có nhiều cái hại cho cơ thể hơn là lợi. Bởi vì là khi mà mình ăn quá nhiều đạm như vậy á, thì là nhất là đạm từ thịt động vật á, thì nó sẽ là làm tăng cái gánh nặng cho thận của mình. Bởi vì trong cái quá trình chuyển hóa chất đạm, nó sẽ sinh ra những cái độc chất và nó sẽ làm cho thận phải làm việc nhiều hơn để lọc những cái chất đó. Cho nên nó sẽ làm cho nặng nề và nó tạo ra những cái thể ketone rất là có hại. Và như vậy thì bên cạnh đó, khi mà mình ăn nhiều thịt như vậy, nó cũng kèm theo, có nghĩa là mỡ nè, cholesterol. Cho nên là ăn nhiều như vậy nó cũng làm tăng cái nguy cơ bệnh tim mạch hơn. Cho nên là không phải là cái điều đó là tốt. Và khi mà ăn nhiều đạm như vậy, nó cũng tăng thải cái canxi ra hơn, nó làm tăng cái nguy cơ mất canxi nhiều hơn. Cho nên là chúng ta thấy rằng là đạm động vật thì chúng ta cũng phải cân bằng động vật rồi là thực vật, và không ăn nhiều thịt quá như vậy thì không hợp lý. Cho nên là cái vấn đề mà chúng ta ăn kiêng, chúng ta nên nhớ rằng là giảm năng lượng nhưng mà vẫn cân bằng, và một số chất dinh dưỡng thiết yếu vẫn phải cung cấp cho cơ thể của chúng ta. Vâng ạ. Vậy thì cái việc ăn uống mà không đúng cách đó, nhất là ăn kiêng không đúng cách, nó ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của chúng ta? Ăn kiêng mà không đúng cách đó, thì nó ảnh hưởng rất nhiều. Ví dụ như là ăn kiêng mà cái dạng nhịn ăn hoàn toàn. Ví dụ như là nhịn ăn sáng, hay là bỏ ăn trưa, hay là bỏ ăn tối. Hoặc là từ sau 7 giờ tối trở đi là không ăn một cái thứ gì cho đến ngày hôm sau. Như vậy thì khi mà nhịn ăn hoàn toàn thì cái tác hại đầu tiên là mình không đủ năng lượng, coi là tối thiểu cho cái hoạt động cơ thể của chúng ta. Cho nên là đặc biệt là cái não bộ. Cho nên là thường là khi ăn kiêng như vậy thì mình cảm thấy là mình không có tập trung tốt, không có làm việc tốt và mệt mỏi, dễ mệt mỏi. Cho nên là chúng ta không nên nhịn. Còn như ăn kiêng mà mất cân bằng các chất trong cái chế độ ăn hàng ngày, nó sẽ làm cho cơ thể của mình cũng xáo trộn. Ví dụ như là mình ăn giảm tinh bột mà ăn quá nhiều thịt thì nó sẽ làm cho rất là nặng nề cả bộ máy tiêu hóa, hấp thu và những cái cơ quan khác trong cơ thể, và làm cho mình rất là mệt mỏi, không có cảm thấy thoải mái. Cho nên là chế độ ăn kiêng mà không cân bằng nó cũng không tốt. Và ăn thiếu những cái vitamin, những cái khoáng chất cũng làm cho mình không thể nào mà tập trung làm việc tốt, và hoạt động về thể cũng như là thể lực á, cũng không thể tốt được. Cho nên là chúng ta nên nhớ là ăn kiêng nhưng mà phải cân bằng. Vâng ạ. Giảm là giảm năng lượng thôi. Dạ. Thưa quý vị và các bạn, như bác sĩ Minh Hạnh vừa chia sẻ, thì cho dù chúng ta có áp dụng phương pháp giảm cân nào, thì việc cân đối các chất dinh dưỡng cung cấp cho cơ thể hàng ngày cũng là một điều rất quan trọng. Trong đó, đối với chất đạm, thì các chị em phụ nữ chúng ta có thể ưu tiên sử dụng loại đạm thực vật để có thể giảm bớt lượng chất béo bão hòa cũng như cholesterol, và chúng ta vẫn đảm bảo được lượng đạm cần thiết cho cơ thể. Thông thường, đạm động vật sẽ cung cấp đầy đủ 9 axit amin thiết yếu, nhưng sẽ có thêm chất béo bão hòa cholesterol, nên sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tăng huyết áp hoặc gút. Ngoài ra, trong chất đạm động vật lại có một số dưỡng chất mà khi chuyển hóa, chúng tạo thành các chất độc hại cho cơ thể, làm gia tăng gánh nặng, loại thải chất độc cho gan và thận. Do đó, đối với người trưởng thành thì mỗi ngày chỉ cần 30-35% đạm động vật. Còn lại thì cung cấp đạm chất từ các loại ngũ cốc, đậu hạt, v.v. Gần đây, nhiều người đã bắt đầu sử dụng tảo spirulina, một dạng tảo xoắn được phát hiện là nguồn cung cấp đạm chất rất dồi dào, 60-75% trọng lượng khô, như là nguồn thực phẩm cung cấp đạm chất lượng cao với tỷ lệ hấp thu lên đến 85%, như là một cách để cân bằng chất đạm, cân bằng dinh dưỡng. Hiện tại, tảo spirulina được cung cấp làm nguyên liệu làm bánh, nước giải khát, thực phẩm chức năng, v.v. để bổ sung đạm nguồn gốc thực vật và vi khoáng thiết yếu cho nhiều đối tượng, nhất là đối với người đang ăn kiêng, vốn ưu tiên giảm mỡ chứ không phải giảm khối nạc của cơ thể.